không biết nặng không ở đây nè. Nặng cái đi nha. Rồi cũng khá khá cả nhà, trầu vô nằm trong trầu luôn nè. Cả nhà ơi, cả nhà cho kênh Săn Bắt lời nói đầu tiên á, kính chúc cô dì chú bác và anh chị và các bạn một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nha. Thì ngày hôm nay á, kênh Săn Bắt Vĩnh Long lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn nữa cả nhà. Thì cũng mới vừa tới điểm này cả nhà. Đây là túi lưới nha. Đó, còn đây là lúa, đây là chuột nha cả nhà. Mình cũng mới vừa tới điểm này cả nhà. Thì để vô trong đây mình thăm hai cái nha. Thì cái điểm này cũng đã thăm nhiều lần rồi cả nhà. Mình chỗ nào không dính mình dời cũng nhiều chỗ lắm. Rồi, để bắt đầu mình vô tới hai cái bẫy mình thăm. Rồi bật cái máy lại cho cả nhà xem nha. Bắt đầu vô hai cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Bước vào cái đầu tiên luôn. May mắn ngày hôm nay, mong rằng ngày hôm nay được sự may mắn đây. Đầu tiên rồi, không có cực đá gì này, chết chuột luôn cái gì cả nhà ơi. Kiếm luôn thì lưng cái này, hôm nay không kiếm được vợ luôn cả nhà. Rồi dữ mà xong luôn một cái quả quạng. Rồi đầu lại cái thứ hai nữa nghe. Tới cái bẫy luôn. Có con gì không đây? Đóng cái bích lọc ra đây. Đen thui nữa. Đen thui coi. Đen thui rồi. Đen gì nữa, con chuột nó chạy ra này cả nhà. Chạy thôi, chạy luôn, chạy xuống, chạy ngược. Lỏng con lên luôn rồi. Đó, con chuột đó. Nguyên một túi luôn. Ai vậy? Rồi cái này mình dời luôn cả nhà ơi. Chỗ này hết dính này. Ngay đây có cái luôn cả nhà ơi. Có con gì không đây? Có con gì không? Trời ơi. Về chết rồi nha, chuột nó ăn cái này vậy nè. Chuột nó ăn ốc cái này vậy nè rồi. Cái bẫy này không có đường nè. Đường nào dính hết vậy. Ôi, nguyên chú chuột luôn. Không dính luôn. Rồi lại đây có một cái luôn cả nhà. Vô khu vực vườn chuối. Bỏ cái vỏ đắng đắng á, đi lại gần tới chân cái chuối này nè cả nhà. Chuối này chắc mong manh quá, mong manh. Rồi thấy rồi cả nhà, quá cỡ rồi. Ôi nè cả nhà thấy gì không? Vô trội ỉa bay ra tới ngoài đất luôn nè cả nhà. Nè thấy không, vô không biết bự không. Anh luôn nữa nha. Đó. Sướng chưa, sướng chưa. Con này là hổ hành chắc luôn nha cả nhà. 1, 2, 3. Nặng không, có nặng không? Ôi ơi, nhẹ cả nhà ơi. Mình thấy cái cây cái gì. Ui nhẹ cả nhà. 1, 2, 3. Rồi, 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 rồi. Rồi, có lý cả nhà nè. Quá cỡ rồi. Con này chắc cũng được 6 lạng nha. Rồi 6 lạng luôn cả nhà. 6 lạng ngon lạnh luôn nè. Chưa. Cục đang xì luôn. Đó. Quá đã rồi, quá đã. Nè cả nhà. Chưa. Quá sướng chưa? Đó. Quá sướng rồi đó. Để bắt ra luôn cả nhà ơi. Rồi nó chéo mấy cái ngoè này nè cả nhà. Ghê không? Đấy, 6 lạng cũng ngon rồi. 6 lạng là thầy rồi. Ủa ỉa cứ phân khô nè cả nhà. Này luôn nè. Nè con. Rồi. 6 lạng. Trời ơi, cái dằn ngổ mũi.
Con này 7 lạng luôn cả nhà, 6 lạng 7 lạng phải ra luôn nè. Sướng chưa, sướng chưa. Giờ là bá cháy một chát rồi ha. Đó. Thứ gì mà chịu nổi cái này. Con này nó bự mà cái đầu nhỏ xíu rồi cả nhà. Nè. Gặp ngay chân mấy cái lô, cái lọt mà cái lô ô lưới á, ô này nè. Đã bị lỗi nó là kẹt cái đầu liền, kẹt cái mỏ không à. Là con rắn ngủm liền, nó nại ngang cái bể cái sọ. Rồi, vậy là bá cháy một chát rồi ha. Quá sướng chưa, sướng chưa. Vậy là ngon lành này. Rồi để bỏ vô rồi đặt lại thăm tiếp nữa cả nhà. Khu vực này có một cái bẫy luôn cả nhà ơi. Bẫy nào mới tính con gì không đây. Đây cũng im lắm. Bảy hôm đây nữa, đây chắc cột rồi, nó sạc sạc, nó sạc sạc hết hang rồi cả nhà, cái này khó quá, nè cả nhà, gớm quá cả nhà, dính nha, dính mà chú chuột làm tiêu rồi. Rồi tới cái lọc quyền thoại luôn cả nhà ơi. Vô cái khu vực này mình có hai cái lọc quyền thoại nha cả nhà. Hai cái lọc quyền thoại là nó thường dính đó cả nhà. Cái lọc này. Đợt rồi đóng con bự lắm nè. Dí thăm mấy đợt sau nó cũng có nhỏ nhỏ mà nó chết đó cả nhà. Rồi. Rồi cả nhà ơi. Thấy cái mình này. Không biết nặng không ở đây nè. Nặng cái đi nha. Rồi cũng khá khá cả nhà. Trầu vô nằm không tròn luôn nè. Biết được 6 lạng không đây. Đúng là cái lọc quyền thổi rồi cả nhà. Kỹ không. Ôi ôi nó tung con chuột con đó. Quyền thổi. Quyền thổi nó không có ăn chuột nha cả nhà. Quyền thổi nè nó. 6 lạng không đây nè cả nhà. Im chưa, im chưa. Rồi 6 lạng phe ghe. Ôi ôi nó dài quyền thổi luôn, quyền thổi ra ra. Còn cái gì nữa mà không ra. Ừ rồi quyền thổi luôn cả nhà ơi. Đầu vô con gắn đực. Ôi ôi nè cái gắn cái chứ không phải gắn đực cả nhà ơi. Trời nó xịt ra đó ra kìa, dần khè trên cái tay mình thấy rớm không. Rồi con này phải re 6 lạng luôn cả nhà ơi. Nó dài. Ốm hơi dài nè, sao nó không ăn chuột không biết. Quả đã rồi. Sướng nha. Đó nè. Sướng 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 sướng. Rồi để xử lý rồi đặt lại thăm tiếp nữa cả nhà. Vậy là quá ngon rồi. Đây là tới cái lọc quyền thổi của mình nữa nè cả nhà ơi. Lọc này hay dính lắm nè. Dính nó to không à, bự không à. Hôm nay quyền thổi không rồi nhé te cả nhà ơi. Hôm nay chết ngoạc rồi, nguyên chuột luôn, không dính luôn, chuột chà bá nện luôn kìa. Rồi hiện thổi bữa nay ngủm rồi, không dính này. Chờ đặt sau đi cả nhà. Lại ngay đây có con cá luôn cả nhà ơi. Mệt quá trời, mới bắt mấy con cá. Mình máy bánh chứ. Tạo vô cái lọt của ai rồi cả nhà. Bắt biết cái lọt luôn. Ôi ôi. Lọt quá. Dài 1 mét. 8 vuông. Lọt cái ghê không? Lọt của mình đâu rồi? Đâu có. Ok. Đâu đây? Nó ở đây. Quên điểm nữa nha. Rồi. Mất tiêu rồi.
Đây, cái này. Ừ, ngay đây. Có dính gì không? Gồ nha tay ơi. Trời ơi, nguyên chuột luôn cả nhà. Chưa. Điềm quá trời luôn, không dính. Để mình vô lúa đặt lại đi tiếp nữa cả nhà. Đây có cái bẫy luôn cả nhà. Để lấy cái bịch lúa nữa cả nhà. Đây, lúa nè. Trong vườn cam luôn. Vườn cam xanh lẹ, xanh lét luôn. Dạ, thật ngon, dữ lắm luôn. Bẫy mình biết dính gì không đây. Dính gì không đây. Dở ra con cái. Cứt nó mãi tùm lum hết trơn cái này. Có cứt là vui rồi. Gỗ, nhẹ te cả nhà. Nguyên cái chuột luôn. Chú chuột thừ lừ luôn. Dạ, yeah, ở bản đó cả nhà. À, đậu hôm bản đó. Rồi, chất ngoát luôn. Để đi ra thăm hai cái nữa nha cả nhà. Hai cái nữa là hết bẫy luôn. Tới cái bẫy luôn cả nhà ơi. Lúa nè. Lúa phân. Đổ ba phân rồi cả nhà. Ghê chưa? Còn lăng á. Lăng chuẩn bị người ta làm bông á. Có gì không? Đây nè, không dính nhắc tiếng này giờ quá cả nhà. Ngay đây im quá. Nó gắn gì. Rồi. Dính rồi cả nhà. Dính hổ ngựa nè. Thấy không? Dính luôn nha. Rồi chặt cái đầu luôn cả nhà. Đây nè. Rồi, để xử lý rồi qua thăm cái nữa nha cả nhà. Cái cuối cùng luôn cả nhà ơi. Cái này không chính mình giờ nha. Mình giờ đi địa điểm khác. Cái này là cái nó nằm bên đó đó cả nhà. Rồi mình giờ quanh đây nè. Giờ quanh đây coi. Rồi cái bọt lật nghẽo rồi. Có gì hơn lật nghẽo rồi. Rồi. Nguyên chuột luôn. Không dính luôn nha cả nhà. Hai cái, một cái dính, một cái hông nha. Dính con hổ ngựa nhỏ đó mình thả nó luôn rồi. Rồi, để mình đặt lại cái mình cho cả nhà xem gắn nha. Cho cả nhà xem cái con gắn luôn cả nhà ơi. Ngày hôm nay nè. Thành quả thì cũng được nhiêu đây nha cả nhà. Cũng được hai em bự bự nè. Hai em này cũng đỡ đỡ rồi nha. Đó, thấy chưa. Ít mà chỉ có con kẹt đầu nãy nè, mình không có quay nè cả nhà. Con nhỏ xíu nè. Đó. Này cũng được bà con hai bự một nhỏ nha cả nhà. Chắc độ khoảng chắc cũng ký ngoài cả nhà ơi. Con nhỏ này chắc chừng lạng chứ gì. Con này nè. Hôm nay mình cũng không có đem cái cân cả nhà, quên cái cân ở nhà rồi. Để đi. Thì chúng thành quả cũng được hai con đó. Nè cũng ấm ấm rồi. Còn gì nữa đâu. Còn gì nữa bằng. Đó. Rồi cả nhà ơi. Cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt á thì cả nhà ủng hộ cho kênh nha. Thì chia sẻ thì giúp đỡ cho kênh Săn Bắt nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn.